bà chính chính đó protocol mới tiết cứ EOP nè EIGOP chứng viên miền là cả nè đôi năng IGOP đôi khi nhà đáy tại còn là vía vía extend vì năng tiết mà miền hà vía miền là cả nè là o trên môn này tiết nè chứng sản phẩm GOP chứng sản phẩm GOP bên nào vì IE IGOP vì khi chỉ protocol mới đây chỉ vì rom tới vì miễn tên là lớp là tập hợp của Cisco hay vì chỉ license là bỏ Cisco đó mà chẳng bị cắt là bỏ IGOP cứ bị bên bên này cứ Interior Gateway Routing Protocol mà chúng bắt đầu mà tiết đây vì timer e này tiết cứ và enchant và enchant IGOP và IGOP anh ấy cứ chia protocol mỗi đây vì là vì miền là cái nào mỗi phần xe vào biết cứ đôi năng IGOP đài chúng vì thời ca cắt ra rồi forum biến network routing chúng làm bây giờ thử ca bán thì mỗi dân thử cọt subnet và chúng ta IGOP subnet hay năng ở và router update bởi vì chúng xem rap IGOP which is protocol mới để miền lơ tái protocol và Cisco đây bản miền á hay dân năng sản phẩm EIGOP vì chỉ mình đặt hàng pin này cứ vì mình ai thuê ca chủ mua nó S O S P S mà này là trong việc đặt link như thế trong sản phẩm GOP và EIGOP chỉ thông mà đá cứ sản phẩm lag network mà hay sản phẩm EIGOP cứ mình đã tha dân ai thuê ca hop count rồi hôm đó pi rồi ha sản phẩm vậy tới chỉ hop count đó hả vậy tới chỉ hop count ok hop count mình đây là mấy hop count hello mình nhận nữ luôn router là cũ. Bả. Chùm luôn router. Ok, chùm luôn router chất khang bảo vía. Mà chẳng chùm luôn router chất khang để dùng từ router nóng rồi hôm đó pi rồi hai sáu gram là pi rồi hai sáu gram. Bạn chẳng mới tiết EIGOP mà chia protocol để miền lạc nạ đôi nước hàng crown ấy nè miền đại tha vì miền lạc nạ powerful để ai thuê ca ban này khác nè chẳng biết thuê ca ai khác tì mui và support IP tiếng V4 hay năng V6 nè vì ai tầm nào ca cho mui IP V6 cứ less và useless routing và useless routing protocol và tha chỉ routing mới để rực cả router tích nhé useless router protocol mẹ tha chỉ protocol mới để dương mình rực cả router bật bật cọt đấy mà cắt bật thôi càng nghe bỏ router mà chúng ta tìm bí cứ vì ai chúng ta ca chúng mùi nâng ấy ghế mà cho mỗi năng RIP version 2 hay năng OSPF mà hay viết tầm nào ca cho mỗi năng và VLSM mà CDO bẹp con cho mỗi năng ca cầm nọt
network đó bà IP ấy nó nè bà chúng mới tiếp cứ sầm đáp ní vĩnh cứ bây giờ via thưa discovery network bên hà với swing rồi network ấy nó cứ via miền ở qua miền ở sân khách thì sẽ đào được không discover nó mình đi tha bây giờ via swing rồi rồi bắt đầu qua miền ở nơi mình làm món nó cứ via miền qua miền ở mà chỉ là cái nào samurai môi trường luôn hay ca process mà viết viết từ discover neighbor và discover neighbor meta hai về từ swing rock for the min router nơi chất khang của việt nè viên chân viên ai chân min power pack wall thì mỗi năng là router nơi chất khang năng và effect efficient mà để con thì mỗi năng router nơi chất khang đó mà hay mỗi tiết cứ vi ai tầm nào ca ở tầm nào tầm đông chúng mỗi năng OTP và OTP OTP cứ chỉ protocol sản lập ở Mineta protocol dương của real time mà best path và best path selection diffusing update algorithm mà nick việc cần biết về chỉ protocol mỗi sản lập vẽ quan năng OSPF. Ba chứng ở sản phẩm protocol dependent module width và ta EOP và EIOP chia protocol mỗi đài with support và multi-layer network protocol và with support group group protocol network đúng không? Vì miễn tiền là khăn của phụ IP, IPX, portal và anh đang IPv6 chẳng vì support multi-network protocol bởi tốt mất tiết cứ mình làm việc support tưởng ổn năng hay xâm rạp EIGOP protocol cứ vì mình là cái nạ muối mà đặt chân P protocol mà giá cứ PDP nè mình là cái này cái protocol through use protocol dependency nè via đầm nào ca đòi pra PDP PDM nè PDM PDM này cứ mình đây thầm mạch nè chỉ protocol mới là thưa ca ở mà thưa ca thằng ca ở Scotra nơi Portamin xâm đạp routing mà Portamin xâm đạp routing là thưa ca routing cứ thử tới chữ bác luôn mà mới tiết bẹ con chỉ mỗi năng neighbor và neighbor discovery chỉ mỗi năng EOP cứ mình là cái nạ tìm mỗi cái là cái nạ cứ trở miền bà hello mà đứa có acknowledgement the tool hai bản via thư ca AS và number match mà hay năng mà tôi mới tiếp cứ bà k number is k value bà cho năng dương năng điệp rộn được thằng crown tiếp bà AS cứ bị bên mình này nè chương trình rap AOP và EIOP cứ via mình thưa ca đầu swipe của word share for main routing đầu swipe của word t mà chương to đây đứa có via từ ca nhận tin đó chúng mua neighbor cứ bị ở thưa ca t là bây giờ mình sẽ bổ sung qua miền ấy chất khang rồi có router chất khang rồi có qua miền tầm nào router nó cứ bị ập đau đời sway bộ quạt đi nè này bài tế EOP mà bà tao vậy tới chi
OTP và OTP Reliable Transport Protocol và nó không EITOP và việc pra-pra-nơi protocol to khuôn màu viết để dân áo chung mua thác OTP và OTP cứ chia protocol mới mình thay chia protocol mới thuốc ca cổ cổ tầm nhạc tầm nông và tầm nhạc tầm nông rồi viên router tương lai đây là giấy slow slow nha 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 giấy slow slow nha ta mà dạng protocol EICOP nha và tầm nhạc tầm nông nha mình thay vì thuốc ca cổ cổ bây là router tương lai nha viên slow slow nha tầm bình tầm bảo mà vì router mỗi chân cả nha vì giấy slow slow nha cứ vì prao nơi OTP nha chân OTP nha cứ VHE protocol mới đại prao prao được nông là algorithm được có buôn được cả routing đại prao EITOP mà chẳng ở giờ play EITOP cái chi protocol mới đại route bàn network thông mà thông bởi dân tiếp tiếp cho mỗi năng ấy kế cho mỗi năng rip là cho mỗi năng rip ta vậy tới chi Jill và diffusing update algorithm và DUAL mà cái prawe sẽ làm cho ai kì mà đi còn chủ mới là remote network và thay toàn là cả remote cả swing ro hạt và hạt đang lớn và swing ro lớn na đại biệt là o sầm đập và chún nơi internet nơi lơ cái internet tận router chỉ chơi đơn nơi lơ internet tận lơ internet như từ chẳng vì chỉ ăn cái gì muối đã ăn là water tam nè mà thì muối cứ backup và router mình đã tha thử thời gặp nó lâu để rau nó thập lâu ná để mình sẽ cua khá lạc và sẽ cua bệnh áp đất mình hậu thỏa lâu thì mùi lâu thì bi lâu thì bấy mình đã từ từ căn đi ban đôi khả niệm chắc mình đã thao nơi lơ internet khi mình là lâu bệnh áp đất mình hậu thỏa tìm đẹp tìm đón rồi viên bi mặt hàng từ mặt hàng dân ổ thỏa giá cả này tầm đón đi vì ai chịu tầm đón pi mặt hàng tầm hàng đi chân viên thực ca miên cả viên còn tra tốt quá ta bờ sân gì tới tam lâu ní gọi bán lâu ní gọi bán lâu ní gọi bán chân backup đó mình đây tha bờ sân gì lâu rồi đó mà tầm lâu ní hay lâu nó miên phải nhà há viện đại ấy cứ viên miên lâu backup đầu tiên mà sầm đáp ở chuột vì support VLSM và VLSM nó sẽ cái VLSM VLSM bạn này VLSM anh đang dùng thử cắt tóc đây nè pin về variable length sub network sub net mask mà anh chỉ pin về nè
Okay, chứng ở sầm rạp quay tới chia VLSM và VLSM chứng mới được clear này nhìn đấy mà mẹ tha bẹ con năng ca đo po là miền subnet information mà đo po là miền subnet information cứ dương prao nơ vị thi sang mỗi cái chung tha variable length subnet mask mà chúng đương nicky chỉ bị bình vía chúng vía chia protocol mới sản phẩm đo qua đường biên subnet và từ ao giờ khi mình làm ao nữa và vậy tới chỉ subnet ở này subnet chỉ cái subnet subnet chỉ cái được ở này cứ chia nè, xem mẹ bay chạy pin network mới tới network mới là cũng và từng tới mẹ là ca bay chạy network nè network u thọ nè ní router mới router pi router bay router thì buôn thì pram chẳng chẳng à mà cái nắp mà nè mà block nắng cái hai net mà sập net thì mui được mui u thọ thì nè từng đó router mới từ router mới chẳng anh đi network mới anh đi network mới và anh đi network mới anh có miền network anh có miền network ta chúng bây giờ mới tận đồng router pram này và pram router ta có mã network bây giờ mới được không nữa chúng là network thì muối sạc net thì muối sạc net thì pí sạc net thì bay sạc net thì muốn sạc net thì pram sạc net thì của muối nhưng mà giờ anh ấy ghi chữ k tận tận đồng ok chúng e or p giờ lấy cứ viết sum rap đầm na k chụp muối năng network thông thông và network thông thông cứ dân prá EIGRP EIGRP cứ chỉ protocol mỗi xâm đáp route mà đã biên nơi khăn ông blood of hall của Cisco đấy blood of hall router Cisco hay viên đồng nào ca để mình lại bản nạc mình lại thà dân ai prá dùng mỗi năng network thông thông bán và viên ai đồng nào ca rồi hô tờ đo vì rồi hàng tập ram học khảo bà multi AS mình AS chúng mê rin này bạn share hao thì chúng ai mơ khlas khlas tới trong mê rin đó nè bạn này pi as nè nè chúng ngày ក្រោយ ខ្ញុំ su chia sự lua blog ấy cứ miền piak cắt miền này nưng nà mà cứ tha riep chom blog lạc đặc multi question mà lấy blog này chúng tới bà V VLSM bà support and summarize bà chân sum rap nè đến mình pi cứ advanced routing hay năng nè môi tiện IPv6 protocol hay năng assignment bẹp qua môi năng IG IPv6 EGRP mà đó nè chân phở à vô nè
bọn đi dân ai giờ từ mới download mà hay dân phơi hay dân present mà toàn đấy xem ra bật tất cả rồi IPv6 này mà đoan đấy Paul có đâu không này dân ai chơi ra tới xem Paul mới nào của bạn đấy mà lịch bay lịch pi mà mới nào của bạn đấy mà xem ra EIGOP chúng IGOP mình nên thay dân thử cột tra rò bò để mình network hay bị chạy lăng quanh IGOP nữa EIGOP cứ mình nên thay việc đào đời xoay của quốc tế cứ to dân thử config vi bản việc đào nữa chứ là cú ở group nhóm tâm thua hai nhóm trong present hai đã to mình slide chứ bẹt sân bàn ấy là cú present đời tôi các bác dân bạch bên slide các bác sao chứ này dân present hay dân ai prap này nuông nó thử dân bạch la đi về dạ thằng non đã xa ấy kia bị chùa chân tết nó lớn nó có ba là đã gì ba là cụ bạn em miền crom đấy miền đấy cụ miền này trong miền vay bị chôn nó crom ấy vay hai là cụ ok là share screen mấy dân dân à lấy trong những phần chọn mê đến đi sân ấy mới mong mong màn ấy đang mong mong vậy nè ở trong phần dẫn đây chẳng quên nơi trong phần điện à OSPM tiếp theo là dân bản năng của bạn ấy ngày nên tập bản năng nhau rồi đang ngày lấy dân trong mơ ca present bỏ friend mà dân đấy mà cho chờ ni máu cho chờ l start lịch bục start lịch bục máu anh không biết zoom mày dùng máu bà ra tới lại ná về lốt lại nữa nè tỏ cho bà đám bê dân máu lưu rồi lấy nhé chăm tin lực dụng mình click chạy microphone chẳng nơi khung này ở nhóm bạn thuê bay router đài miền communication với khi tạm giác size serial đặc biệt nhóm bạn edcard serial phổ chia phổ này wic dot p này chẳng miền pì và tại interface ở đôi nơi khung bao lực cũ để ra ta vì chạm đà master pì serial zone slash mối slash zone mong chẳng vì mình slash zone slash zone á chẳng bao nhóm start pì zone này bị mùi này từ mùi hay bị chuyện mùi từ chuyện mùi bình hiện kho bị lực bao lực ổn tích hay ở tệ thông tân năng cao shop sử dụng cơ nhóm shop bình kho niên tích đã để sang nên shop bị đam cái lại nếp bộ phết đi đi ý xí nơi khẳng khẳng đam đi hay mà đo ở router mới đi nhóm đặt đi ý xí bình nơi khẳng trong đi và top mắt được đạt này chẳng nhóm đặt clock rate nơi khẳng khẳng router tìm mùi nâng router tìm bì nhóm đặt clock rate nơi router tìm bày chúng nó càng config nhóm phở IP mà rồi chưa tập bí đọc vào mũi slam phải buồn chương nhóm miền call là cũng thích đá để sang nhóm phở slam phải buồn vì nghe rule out vòng bài sắp net á chương còn là đã có tôi số nó cho mỏng chương khả năng nhóm đã mình call của tôi cứ đọc vào mũi tới đọc vào phần mình chương pin nó cứ nhóm config phần hiện năng hay non lên mũi nít non lên router tìm mũi nhóm phở IP đọc slam phải buồn hay lên tìm pin nhóm phở một thấy rèn một phay đường ngõ slam một phay buôn đôi khnề chấm nông ca cần phải chờ đợi router tim muối đồng bay cần phải chờ đợi sân router tim muối nhom cho từ đó cứ enable sân hay nhom bậc ca chấm muối chấm đã bậc ca chấm muối router tim muối đồng bay cùng mọi play hay tao máu nhom sẽ làm cho bạn interface zero này file internet zero này cứ nhom assign ip IV dot chấm muối hay time cái tôi sắp net xem nhập interface serial cứ nhom vậy sro nó từ dân từ nãy dân bà ra tầm mờ hàng nó mất đọc chụp đọc interface hàng nè bà interface hàng nè bà cứ nhau mà giải nhau ở vía cứ chưa kết về tam interface mới đang chấn á và tọt máu nhau từ chỗ từ interface mới tiết cứ interface serial 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 size serial ní để nhau phở interface
screen lệch mùi á, mình mơ khơi nhận ọc. Tại dân bao cái mơ khơi nè nè. Bởi dân dọa application, vì sâu đã application mùi. Và chỗ bên nhân lực của? Và chắc nhóm sâu rán. Bên đường nhóm vay của mình sâu rán tới, vì sâu chỉ lẹc nè. Step by step nó càng khó. Và chẳng tìm mùi interface role này, thì nhóm miền IP, nó không lên rèn lực call bởi nhóm. Hay... Và... start lệch bộ ở tình nó. Start lệch bộ. Phong tích lực của nè. Và... Để start lệch bộ mang cái zoom đó. Zoom đó. Bật tông á, nơi lưu keyboard á, nơi lưu keyboard mình start lệch bộ. Bật tông, scroll bật tông start window á. Start lệch bộ. Nè. Nè, giờ máu tôi bật ra cho lại nó có bị lột rồi, lột áo vậy. À. Ở đây cầm bật. Dừng chân đó, chân. Ta lệch bốc lệch đỏ hả nè. Ba. Chẳng ní, nhóm cho tới cứ nhóm lựa interface. Sở, nhóm mà sáng gật về ní. Ba. Hay từ lựa size real của nhóm cứ nhóm à sáng. Ba. 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 Ok, ba nó từ lựa router một chút. Ba. Chạy lệch bò, lệch đỏ bên mắt, start lệch đỏ tới việc zoom vào nhỉ. Và chắc nhóm cho tờ router mùi tiết. Ai bị tục trào lắm. Và Inter nhóm Ender Ball hay cho tờ Soran. Và chắc interface sổ. Và chúng ta mà pay cho mỗi gateway hay zone mỗi admin tế chẳng nên lên serial serial thì mỗi bao nhóm chúng ta rồi chật pi đập vào mũi chật pi đây là đây thì mà zone đây là hộ và ok là ngài ok tạm ra cho một tiền và ok tạ bạn hình vâng chốt computer PC một hay chạy máu hay chạy môi à năng tên một chắc một hay chạy môi IP bao nhóm ở sau IP luôn này là cô IP chạy máu IP bao nhóm cứ đi nhưng mà dạng đáp chạy đáp chạy đáp chạy pì sạp nét làm pay bốn nên ghét với chạy môi mà chúng nhóm ping từ can ở network mũi tiệt hay trên computer cứ tùy mà pay và hay chơi computer mũi tiệt và score và sam sập chúng nhóm ping từ mũi tiệt sam sập bà chẳng chú ý submit là file đã nơi khả năng gặp thấy đi ban hay prap sử dụng chất mình mà nè bà sử dụng chất mình prap nè là cô ok chứ mơ nhầm share mới tập trung dường hay mẹ nè bà trung thì mẹ Chrome lịch bay là cô, Chrome lịch bay. Bay nè. Ba. Lịch bay là cô, lịch bay. Ba. Đã tụ lên lần sân trăm rịp trên lịch tụ lực khỏi. Bà, con chân của bà. Nóng nít dân miên ở Mê Riên hay dân ai chờ IPv6 nít nè.
Prao algorithm mới cứ EIGOP nó xung rạp ở tất cả rồi. Nói chẳng dừng ai chơi ra cho file mới nói chứ làm rũ hay cho tôi config tên á. Mà config ở chỗ là hai chừng ai chờ xạc bóng này present hay ca present cứ admin nẹ đã đá là cứ nẹ thâm mây đi đấy. Bởi chạy hai chẳng được không cầm năng dương thử bởi chỗ rạp nẹ đã làm present đó. Mà vô bình tụ dương đã smile hơn nên là bạn tái present, nè đây present hay ăn ăn nhà đây láng đi tì rồi nè không bay gì đó xuống xuống mũi cho một sân mà thi mặt má sẽ mau hiện ta pi nè đái đái lên mấy dù dùng tới lần thi mũi mà này tại lần thi pi mình tha bởi nè đã đái anh present đã đái đó khỏi tiết anh nắng bật tụ cặp bẹt ra như thế. À lấy chế sạc ca nó bây giờ ăn chế sạc ca dựng đọc cơm đọc cơm quạt chào từ ok ta ăn sạc ca cứ không cơm nó thử chùm rút luôn anh chào qua nó thử sạc ca dựng cơm đó bây giờ ăn chế sạc ca dựng cơm tí mình nên tha dương ca riêng bây giờ nó bây giờ bà lo đi. Bởi châu riêng là phí, nắng là phí ngang tới. Ok, vô lên. Nó đây gốm đi cả, mà ủi tiểu ho đó, đi châu riêng là gốm, mà ủi tiểu ho đó. Present admin này bả tỷ, sẵn khăn dây ở tam đây, dân vô dây đây, dây đây, miền được nóng nó, bởi sao nhạc chê hay bởi điên, là biết bởi điên nhạc đây mình chê nó, bởi điên dây màu. Vậy ta sẽ điên rồi bốn ở rốt rồi gửi mỗi nên nâng tới bởi dân ạc miên chìa mình ai bằng hai người lưu à thấy cái thấy cái tracer tế dân bằng hai người lưu slide lưu slide hay trăm đọc bê là nẹ đây bằng cái khang thấy cái tracer nâng ai bằng hai người bằng hai người bên hai chúng luôn chúng luôn nghe bạn. Nè tia con biến này nè con biến nè cho mò khan con anh dây buổi sáng à đấy biến đi đấy chứ đấy nãy chăm chắp chăm khâu đâu vậy ta chân ở hai chân sầm rập assignment tp mới chân ai mới ai chiều khi mới ta bị chân nhục điên nhà mấy cho lùm hạt chơi chơi hết thứ ba này anh ấy xuồng phát đấy anh ấy được nhận miên bà hà nhảy phong IGLP IGLP 1 mở lơ mở 1 mở chân mít và này 1 chân càng cần phích vào vía vía đôi đang for up chân route IGLP đôi cái này route mà buôn cho buôn này cái buôn này chậm buôn này IPv nơi thay một cái route ID nữa
này ID cầm nó route ID không nè từ từ này cứ sẽ còn IPv6 route EIGOP lấy được nè bên đây mình biết thay một chút cứ route ID mà chẳng dừng thử cầm nó route ID là router này mỗi đời không nè rồi nè mà châu thơ là router thì bảy router thì bảy router thì bảy ta dừng thử cầm nó route ID nè khá bà bay dịch bay mùi nè bà bay dịch bay dịch bay khuôn ai nè là p là môi tiết lịch buồn nói chuyện bên cầm nát rau đây còn còn cầm nát ID khuôn ai nhá viết tầm nào ca rau khuôn viết tại mà đò đại dương à xa anh unicast routing là lừa router mùi mùi chân bị tao đã sai của bọn đó chân IPv6 cứ config rule config chiên ok ở đây dân xa là bong thì mùi lùm hạt đi tới bờ miền trùng ngó lấy lại ná ai chát su ban đó chân bye bye đó nè alo complete ở bọn tầm miền mùi tiết anh đang đi ở bán à nắng thôi mấy cụ đây thì chẳng tờ lăng phê sân mong này cũng cả na anh thơ vịt xe này cụ bán ở thủ làm phê đi sân ở bán này bờ xe chỉ vịt ổ cứ ở bán cô dương nằm nạc ca ní cứ dương tìm sao này chân dương thử riêng dây bờ ở trên dây tí chương của bạn nâng ca phê lại làng ca phía xa ná chân còn này dân riêng dây ở hai cứ chẳng ở bên anh cứ đó nè kháng program là gì cũng cô bệnh là lại sao chưa nó tư hay nè cứ chẳng vừa ở sau bên kia chẳng này không ban bên nay giờ bên năng mà tăng lúc của nhầm hỏi dù nó mới dây ban bên nay giờ bên năng màu và giờ ăn lang giấy bật tụ ăn miền chẳng những lang giấy mà hụ bạn giấy mà chẳng complete từ nè bị cho bọn tụi miền lại đi phân á reply hay giờ ai xem ra bạn là slide khó phân này đã phân mấy đã phân ông lấy các bạn nói lâu cũ crom nhóm cứ miên chừng nôn thèm nè cũ nãy bên đây phân load ở hay nè load mấy cũ mới tới load rồi cho ông lấy ở đây này cũ chứ muốn ông lấy mà đặt mà bỏ tí xây thì mới ai load về thử mà ấy ta lấy nắng ăn được rúa ta lấy khỏi ở ơi mau nhẹ nhàng chứ đi thử đi mà sát của coi nhâm thâm thơ lấy đây của na ngay na cái bên bên các bạn chơi hiện bên dân liêm anh áp đặt từng tết môn đấy ta tết này ăn rúa ta lấy khỏi ta dân rip ăn rồi tam nắng phần trụ đặt từ tam nè ba na ngay này crom nhâm dân chúng luôn thèm nét nét của lấy cho nó lên hàng khóm nè, bây giờ dẫn mà nè, khóm mẹ nên hàng sẽ đam hay hàng khóm ạ chạy F5 các bạn nè, F5 á crom nhóm cư miên chừng nguồn thèm nè, anh khủng nè nên lỡ chạy F5 á, F5 ở full screen á cho chị ta khủng ạ, khơi anh khóng xe screen ta lấy mũi mũi chất xe lăng vinh, xe screen lăng vinh mất. Thôi, bố game hóa, Nam, bố game hóa. Khi
khởi như slide bên đây full và full slide chứ F5 ba này chứ F5 vậy chứ F5 vậy ta khủ bao nhiêu pin ta ồ bên đây dừng xe mình giao screen one up chứ xe làng quên mất giao screen lệch mùi mà lấy quả bản năng á ta mọi khát bê màu đi bản năng bản thật là cho slide mất cái file mất rồi bỏ nhóm nhóm tam nét là cụ rồi ca không phải cứ nhóm vô ở ra tớ s i o xài muối a xài bấy mà phải muối speed nhóm vô mà phải muốn học cốt phải muốn thì giờ sẽ thông thông đấy đó ok config tờ router 1 គឺ ខ្ញុំ កំណត់ tờ PC LAN គឺ កំណត់ IP ប៉ុណ្ណេះ មើល សូម បញ្ជាក់ វិញ ខ្ញុំ ចុច នេះ ចុច អា ប៊ូតុង នៅ ខាង ស្ដាំ អា ស្ដាំ វា មាន 3 ណា ខាង ស្ដាំ វា អង្គ ក្រោម ណា នេះ មែន គ្រូ មួយ ទៀត មក មក ទៀត មិន មក មក ឯង មក ប្រះ មក ឆ្វេង វិញ ប្រះ មក ឆ្វេង វិញ ឆ្វេង មក នេះ អត់ មាន រូប ដាក់ នៅ មួយ ទៀត អត់ ទេ អា មាញ់ ហ្នឹង ឯង mà đông block mạnh năng ấy từ một tiết mỗi tiết năng ấy đang năng slide sâu năng máu cho chứ à năng máu năng bị mờ quá chờ lại cứ ngay à lấy những phi sẵn này cũng à roca config từ lơ router one cứ nhầm cầm nọt ở từ lơ ip từ lan cứ ip chấm nút pan ní sắp ném má pan ní gạt vé pan ní bạn bình tốt mất nhóm config từ lửa router 1 cứ interface chỉ cái bit Ethernet xôn xôn IP address mà rồi cao phí mà rồi học cùng với cho phí cho mỗi sắp nè mắt cứ trên bì LAN bỏ dưỡng gạt bỏ dưỡng hàng này bạn bình tốt mất nhóm cầm nọt interface Ethernet xôn xôn Internet xôn mỗi xôn hơi cầm nọt IP address cứ mọi cao phí rồi học cùng với học thấy cho mỗi sạch nè má cứ trên phía này cầm nọt phía interface này hơi bị tọa móc nhưng route route EI GPO cứ cầm nọt mà rối network cứ mọi cao phí rồi học cùng với cho phí cứ trên phía LAN quá dưỡng hơi bị tọa móc cầm nọt not never mà rồi cao pi cho môi à cho mà rồi học cùng với một phải cứ tranh pi phải bao giờ này ai router thu cứ nhập bằng phách interface gigabyte ethernet zone zone ip address mà rồi cao pi cho mà rồi học cùng với cho bấy cho môi set na phần này cứ cầm not từ lâu land bao router bao dương ní hãy toán móc dương ở config từ lờ interface ethernet cứ sâu sâu ở sâu môi sâu ở sông cái bên chụp ethernet xin sẽ đi lớp xin á hay à lỡ cái hai chi cả bit ethernet bà cắt không này đặc biệt là nó hay đã serial interface ok bà bây giờ lên nhà nếu tới chia ethernet đặc biệt là chia gặp biết ok ta anh chơi cắt anh này ta mới dương cầm nốt ip address cứ rồi cao pi cho rồi học cùng với mà phải cho pi cứ interface lại ní ta mới dương cầm nốt ip serial zone muối rồi ip address rồi cao pi cho rồi học với sam sắp cho pi cứ cầm nọt mà hả nè và tụi tôi mới dừng cầm nọt route EI GOP cứ mở rối network rồi cao phí cho mở rối học bằng bấy bấy cứ cầm nọt land rồi bỏ dưỡng hay network mở rối cao phí mở rối học bằng bấy mà thấy cứ sẽ đi trên kia ní network mở rối cao phí chạy rồi không vậy sam sắp cứ chạy mà hàng né bạn đang khổ
Nhưng ra tờ, không phải ra tờ, three. Chụp. Nè anh trong khu viết, anh nơi hàng cọm, dù mà ưu bà ra hàng, hàng đam, à, hàng chuyên mất hàng cọm. Hàng chuyên như lầm. Ừ, tờ mát gì anh? Ê, rồi khi làng, làng quỳnh. Đấy cũng. Chăm. Đấy sẽ ní món của ạ, ạ khơi nhỏ nữa. À thế nhưng phải bà hai luôn hay khổ dân sủa và điện nè dân mơ được hàng cram bà hàng bà ra màu chuyên ở đây màu do màu màu hàng chuyên chuyên thôi nhớ nó là cho từ đó lại trong khối nó cái nào đó là nắng nhưng cho áp khi bên mất vượt màu bên nhà nó không tới từ một tiết nè bà ra màu hàng chuyên do màu màu hàng chuyên dạ mạng bằng hàng xuyên đi nâng mẹ ngủ đi nó ở nhà rồi mạng đài cho dưới máu cho chứ hay cho pan dạ pan dạ pan là ngày thở hay dùng arrow key là anh Quỳnh arrow key à nâng cho dạ nâng các bạn đấy cho ngồi nơi slide nâng dân nâng ngày dạ sạc cu mới dạ máu tức dạ máu tức phát cả lại nâng cu mới à ok mà là present ra định mới ra tờ 3 cứ khi nhóm làm fake cứ miền interface zone muối zone đã IP address cứ IP address cứ rồi cao pi rồi học cùng với cho muối cứ IP bỏ lên trên bị interface nè rồi tòa móc cứ config là interface series zone zone series zone mui zone top mark cùng nó IP address từ rồi cái pi chuẩn rồi học với một phái mui sắp nên mắt bên này từ trên pi interface yeah. Ok này ai bắt đầu mark cứ route route EIGOP cùng nó cứ mà rồi network ឬក៏ protocol ណាយើងអាចថា ប្រើ algorithm ឬ protocol ប្រើ app protocol មែន group 100 នេះ protocol EIGRP អូខេ protocol ហើយបន្ទាប់មកយើងកំណត់ network 192.168.4 គឺមាន network សម្រាប់ route មាន network ប៉ណេះទី 1 network ទី 2 ទាំងមក អូខេ បាទ cứ cầm nó này chắc là bây present ban là ó thì mỗi dân thử dùl nó không slide thì mỗi ta dân thử của dùl là này nà và hai này nà thật là này hay ca bởi dùl chờ anh kia mình xua present chắc bằng cái xua dân thử từ đó nhìn đấy bằng nâng này ok chắc bài bài đó bằng complex ở bên bằng hù nâng này chẳng nhầm sạc present thì